gia đình mình thử đi vô trải nghiệm gõ chuông. Đây là một tượng chuông khổng lồ rất lớn, có được ghi là chuông nặng 8.500 kg, cao 4,3 m, miền rộng 2,3 m. Đúc ngày 19 tháng 7 âm lịch 1999 tại chùa Linh Phước. Thợ Huế thi công ngôi chùa, cái chuông khổng lồ rất lớn. Gia đình mình đã thử đánh chuông, trải nghiệm đánh chuông của chùa để xin một ít lộc của năm mới, xua tan đi những xui xẻo và không may. Có thêm một cái ghế để bắt lên nữa, hay quá. Đó. Rồi, mẹ đánh đi. Mạnh mẽ lên. Mạnh lên. Tiếng chuông âm vang quá. Tuyệt vời quá. Mình sẽ thử lên ngoài trước để viếng một tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát làm bằng đồng, đeo chuỗi ngọc, nhìn rất uy nghiêm. Tiếng chuông chùa rất lớn. Các tầng trên rất linh thiêng, các Phật tử phát tâm lên dâng hiến hương cầu nguyện, đừng khởi ý nghĩ gì, nghĩ thăm chơi không nên là gì? Là ý là chỉ lên dâng tâm cầu nguyện thôi, chứ không phải là lên chụp hình đứng chơi cho mát hay là gì. Vậy là gia đình của hai chị em TV đã có dịp biết được lên chùa mình phải thành tâm cúng kiến, chứ không phải là lên để chụp hình, quay phim, quay cảnh thì sẽ không nên. Các bạn của video 2GMTV cũng lưu ý là đi chùa cũng phải thành tâm, bỏ tâm ra chút xíu, chứ không nên là đi tới chỉ để chụp hình, quay phim thôi. Ở khúc bên đây quay lên cũng không dài. Chùa rất là đẹp và oai nghi. Đẹp quá. Chùa Linh Phước. Chùa Linh Thiêng và Phước Lành. Theo mình nghĩ là sự linh thiêng và phước lành của chùa sẽ mang lại cho những người đi viếng chùa những điều tốt đẹp, và sự linh thiêng mang về cho mỗi tâm hồn của chúng ta. Hãy viếng chùa bằng một tấm lòng và một tâm cung kính, chứ không phải là để đến để chơi, để ngắm cảnh và quay phim.
Lòng từ bi của Đức Phật. Tác giả Vị Nghiêm. Chánh kiến.org. Nặng chìm xuống đáy, nhẹ nổi lên mặt nước. Một niệm thiện và ác khác nhau một trời một vực. Dù Đức Phật thần thông quảng đại, nhưng lòng từ bi chỉ có thể độ người có đức. Nói chuyện xưa để bàn về sự thức tỉnh của nhân loại hiện nay. Xin kể một câu chuyện xưa của Đức Phật. Đó là vào thời Đức Phật phổ độ chúng sinh. Một hôm, Đức Phật đang đi trên đường bỗng nghe thấy một giọng nói đáng thương và đau khổ vang vẳng. Đức Phật từ bi, xin Ngài hãy cứu giúp con một lần nữa. Âm thanh này nghe có vẻ quen thuộc quá. Đức Phật nhìn về phía âm thanh phát ra. Hóa ra âm thanh đó đến từ địa ngục sâu thẳm. Đức Phật vừa nhìn đã biết tiếng kêu cứu quen thuộc hóa ra là của một trong những đệ tử cũ của Ngài tên là Đề Đạt Đa. Thấy Đức Phật đang ở trên cao nhìn mình, anh ta mừng rỡ như thực sự nhìn thấy vị cứu tinh. Đề Đạt Đa vội vàng nói với Đức Phật ở phía trên. Đức Phật từ bi, xin hãy cứu con một lần nữa. Con nhất định sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình và không vi phạm lời dạy của Ngài nữa. Con sẽ theo Ngài tu hành hoan đạo. Đức Phật rơi nước mắt từ bi, im lặng một lúc và nói với Đề Đạt Đa. Đề Đạt Đa, con muốn ta dùng cái gì để cứu con? Đức Phật biết rằng tuy Ngài có thần thông quảng đại, có thể giơ tay kéo Đề Đạt Đa lên khỏi địa ngục, còn có thể tiêu trừ mọi tội nghiệp cho Đề Đạt Đa. Nhưng Đức Phật hiểu rõ hơn rằng điều đó là không thể và vô ích. Bởi vì bên trong vô lượng vũ trụ có đại pháp tối cao của vũ trụ đang kiểm soát và đo lường hết thảy hành động việc làm của chúng sinh. Bất luận là ai, đã làm gì thì cũng phải tự mình gánh chịu lấy hậu quả. Nói cách khác, chính Đề Đạt Đa phải thực sự muốn thay đổi bản thân, thực sự hối hận và muốn vãn hồi. Nếu không thì không những Đề Đạt Đa không được cứu mà chính Đức Phật cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp vũ trụ. Đức Phật thở dài từ bi nói với Đề Đạt Đa. Ta sẽ vì con một lần nữa, để ta tìm xem. Đức Phật nói để Ngài tìm xem, chính là giống như con người ngày nay mở xem màn hình điện thoại di động. Ngài mở xem quá trình lịch sử đời đời kiếp kiếp mà Đề Đạt Đa đã trải qua. Hết cảnh này đến cảnh khác, đột nhiên mắt Đức Phật sáng lên, trên màn hình xuất hiện cảnh tượng. Đề Đạt Đa đang đi trên một con đường hoang vu và tình cờ phát hiện một con nhện lớn sắp leo lên chân Đề Đạt Đa. Lúc này, nếu Đề Đạt Đa thả bàn chân xuống, con nhện sẽ chết ngay lập tức. Đề Đạt Đa giơ chân lên và vui vẻ nhìn con nhện bò đi. Đức Phật nói, được, ta sẽ dùng con nhện này để cứu con. Lúc này, Đề Đạt Đa đáng thương đang ở dưới địa ngục cầu xin Đức Phật giúp đỡ. Đức Phật đã dùng sợi tơ do con nhện nhả ra để biến hóa thành một sợi dây dài. Đề Đạt Đa ở dưới địa ngục đột nhiên nhìn thấy từ phía ánh sáng trên cao bỗng rơi xuống một sợi dây thừng. Anh ta bất chấp dẫm đạp lên thân thể người khác, mừng rỡ như điên lao tới túm lấy sợi dây. Anh ta nắm chắc sợi dây cứu mạng này, mừng rỡ cảm thấy như mình đã thoát khỏi địa ngục. Những người khác trong địa ngục thấy có sợi dây cứu mạng cũng liều mình bất chấp tất cả nắm lấy sợi dây. Đề Đạt Đa đang trèo lên, ngoái xuống nhìn thấy những người phía sau cũng đang liều mạng nắm lấy sợi dây và trèo lên theo anh ta. Anh ta hét lên. Đây là của tôi. Đây là sợi dây Đức Phật ban để cứu tôi. Các người để cho tôi đi. Vừa hét anh ta vừa dùng chân gắn hết sức đạp lên những người phía dưới. Đức Phật rơi nước mắt xót thương khi nhìn thấy cảnh này trong phút chốc sợi dây đứt. Đức Phật thở dài bỏ đi. Trên đây là câu chuyện có thật về Đức Phật. Về Phật Thích Ca Mâu Ni, trong lịch sử xác thực có một người như vậy. Điều này cũng được khoa học hiện đại công nhận. Như vậy, truyền thuyết xa xưa kể trên có thể có thật. Trải qua thời gian lâu dài, một số câu chuyện có thể có những tình tiết bị sai lệch trong quá trình lưu truyền, nhưng chủ đề nội hàm mà bản thân câu chuyện truyền tải sẽ không thay đổi. Bởi bất cứ câu chuyện thần thoại nào được lưu truyền trong lịch sử có lẽ không hề đơn giản, nhất là có thể lưu truyền đến ngày nay.
trong đó ẩn chứa lòng từ bi, hồng đại và sự an bài có chủ đích của Sáng Thế Chủ. Tuy nhiên, những người chịu sự giáo dục tẩy não của thuyết vô thần lại vô ý hoặc hữu ý gắn lên những câu chuyện truyền thuyết truyền thống, đặc biệt là những câu chuyện về thần Phật này cái nhãn mê tín mà không cần suy nghĩ. Càng không ai dành thời gian để suy nghĩ về ý nghĩa nội hàm về sự cảnh tỉnh và cứu độ từ bi của Ngài trong câu chuyện này. Nhưng trong xã hội hiện thực ngày nay, lại có rất nhiều người đi chùa chiền thắp hương lễ Phật. Nhìn các đình chùa khói hương nghi ngút, người đến thắp hương lễ Phật nườm nượp không ngớt. Nhất là đến dịp lễ thì có thể nói là biển người tấp nập. Trong nhân gian, rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ, cơ sở kinh doanh hay nhà dân đều có bàn thờ Phật, bàn thờ thần tài hay tượng Phật. Tuy nhiên, người ta dù vào chùa hay ở nhà thắp hương bái Phật cũng chỉ có một mục đích duy nhất, đó là cầu xin trời Phật phù hộ cho họ phát tài, thăng quan tiến chức và cầu hảo sự. Kỳ thực, lòng từ bi của thần Phật chính là giáo hóa con người hướng thiện, chỉ bảo chúng sinh làm thế nào đạt đến tiêu chuẩn ở cảnh giới cao, độ con người sang một thế giới tươi đẹp, thoát khỏi bể khổ. Làm sao thần Phật có thể thỏa mãn hết thảy lòng tham của con người và phù hộ để con người phóng túng những dục vọng bẩn thỉu được? Thiện ác con người tự làm, họa phúc con người tự chiêu mời. Đức Phật cứu độ con người, chứ không phải phù hộ cho những truy cầu của con người. Con người mang theo lòng tham dơ bẩn như vậy mà thắp hương bái Phật, thực chất là phạm thượng với thần Phật. Bởi vì người ta không thực sự tôn kính Đức Phật, hoặc không thành tâm hối cải trước mặt Đức Phật. Vì chúng sinh ngày nay đều có căn cơ tốt, nên họ có nhân duyên lớn và phước báo lớn. Cho nên vào thời mạt kiếp hôm nay chúng ta mới có thể gặp được Đại Pháp Vũ Trụ đang truyền rộng trên toàn thế giới, cứu độ chúng sinh. Đại Pháp đang hồng truyền, cho dù thế nhân ngày nay xấu xa đến đâu, chỉ cần họ có thể hiểu được phúc âm chân tướng từ các đệ tử Đại Pháp, họ sẽ có một tương lai tươi sáng và sẽ không bị bỏ lại trong đại kiếp nạn của toàn vũ trụ. Rất nhiều mảnh dây chai ghép lại để làm vảy của một con rồng rất lớn và khổng lồ. Ồ, rất lớn và khổng lồ có chứ đồng nghĩa nhau mà. Cận cảnh của con rồng, chú rồng, thần rồng làm bằng vé chai của chùa Linh Phước, một công trình rất rộng, rất bự, uốn lượn, quanh co. Đi từ đầu cổng cho đến vào trong điện thờ Phật Di Lặc, và cái đầu thì che chở cho Đức Phật Di Lặc. Phía hai bên chính là hai vị thần. Hai vị thần hộ pháp, không phải hai mà là tới bốn lần.
Tại vì ở hai bên hông của Đức Phật Di Lặc chính là thêm hai vị hộ pháp nữa, là bốn vị. Phật Di Lặc nhìn rất hiền từ, yêu thương muôn người muôn loài. Bốn gì vậy? Hộ pháp Hoài Nghi cầm kiếm, ba vị cầm kiếm, một vị là cầm con rắn, con rắn hạ họng, và một cái trái gì cũng mình cũng chưa biết. Phía dưới là những chú một đồng, chú tiểu đồng nhỏ nhỏ. Phật Quan Thế Âm ngồi ở tứ tầng dưới. Một ánh mắt trìu mến làm ta say đắm, một nụ cười thân thương làm ta thêm yêu đời, một cái gật đầu chào nhau làm ta an lạc, hạnh phúc, một nút bấm đăng ký làm tụi mình có thêm động lực, và một cái nhấn chuông làm tụi mình thêm vững bước để phát triển kênh lớn mạnh. Cho đi chính là nhận lại. Mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn thân yêu dồi dào sức khỏe và nhiều điều may mắn sẽ đến với cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau với rất nhiều điều hay và mới lạ đang chờ đón.